Dạ, kính thưa bà con nông dân và các bạn, chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng với giống lúa IR50404. Trong khi đó, giá các loại gạo có xu hướng tăng trở lại sau các phiên điều chỉnh giảm sâu trong tuần. Tại An Giang, giá lúa IR50404 tăng 100 đồng lên mức 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Như vậy, sau 3 đợt điều chỉnh tới nay, giá lúa IR50404 đã quay trở lại với mức giá như hồi đầu tuần. Đối với các giống lúa khác, hôm nay tiếp tục ổn định gồm nếp vỏ khô 6.600 đến 6.900 đồng 1 kg, nếp Long An khô 7.000 đồng 1 kg, lô OM 6976 tươi 5.400 đồng 1 kg, lô OM 380 giá 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg, lô OM 18 5.700 đồng 1 kg, nàng hoa chín 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa Nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, lúa IR50404 lúa khô 6.000 đồng 1 kg và lúa nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 giá 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg, OM5451 là 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang, theo nông dân đang cắt lúa thu đông trên địa bàn tỉnh, thì giá lúa tươi được thương lái mua tại ruộng vẫn ổn định từ 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg tùy loại giống. Được biết, tính đến nay, tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 26.000 hecta trong số 35.000 hecta lúa thu đông xuống giống với năng suất bình quân toàn tỉnh đạt 5,5 tấn trên 1 hecta. Với giá gạo hôm nay đã tăng nhẹ trở lại sau các phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR504 tăng 100 đồng lên mức 8.300 đến 8.400 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 tăng nhẹ 50 đồng lên mức 9.200 đến 9.250 đồng 1 kg. Trong khi đó, tấm loại 1 IR504 giữ ổn định ở mức 7.600 đồng 1 kg và cám vàng là 7.600 đến 7.650 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo khá ổn định gồm gạo Hương Lài 19.000 đồng 1 kg, gạo Nàng Hoa 17.500 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng 1 kg, gạo Nàng Nhan 20.000 đồng 1 kg, gạo Thơm Thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo Sóc Thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, Sóc Thái 18.000 đồng 1 kg, Thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo Giặc Min 15 đến 16.000 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 20.000 đồng 1 kg, gạo thường 11.000 đến 11.500 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Hiện gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 433 đến 437 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm là 408 đến 412 USD trên 1 tấn và gạo 100% tấm là 438 đến 442 USD trên 1 tấn. Trái với xu hướng ổn định của gạo Việt Nam, giá gạo bán xuất khẩu của gạo Thái Lan có phiên điều chỉnh giảm 2 USD trên 1 tấn. Theo đó, gạo 5% tấm của nước này hiện còn 381 đến 385 USD trên 1 tấn và gạo 25% tấm cũng giảm còn 372 đến 376 USD trên 1 tấn. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về bảng giá cả lúa gạo đầy đủ nhất cho bà con tham khảo. Lúa OM18 lúa khô 7.500 đến 7.800 đồng 1 kg. Lô OM380 lúa tươi 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg. Lô OM9582 lúa tươi 5.200 đến 5.400 đồng 1 kg. Lô OM9577 lúa tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Lô OM7347 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lô OM6976 lúa khô 6.500 đến 6.800 đồng 1 kg. Lô OM6976 lúa tươi 5.200 đến 5.400 đồng 1 kg. Lô OM4009 lúa khô 7.100 đến 7.200 đồng 1 kg. Lô OM4009 lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lô OM18 lúa tươi 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. Lô OM4218 lúa tươi 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. Lô OM5451 lúa khô 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Lô OM5451 lúa tươi 6.300 đến 6.400 đồng 1 kg. Lô Đại Thơm 8 lúa tươi 6.400 đến 6.600 đồng 1 kg. Lúa Đại Thơm 8 lúa khô 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Lúa ST25 lúa tươi 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg.
Lúa nàng hoa chín lúa tươi 6.300 đến 6.400 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa khô 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa tươi 6.800 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Lúa thơm Đài Loan lúa tươi 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Lúa Hương Châu 6 lúa tươi 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS1 lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg. Lúa nàng nhan khô 12.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi An Giang 4.900 đến 5.100 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô An Giang 7.000 đến 7.100 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi Long An 5.200 đến 5.400 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô Long An 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa giặc minh lúa tươi 6.400 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa giặc minh lúa khô 8.300 đồng 1 kg. Lúa IR50404 lúa tươi 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg. Lúa IR50404 lúa khô 5.900 đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa VNR20 lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con luôn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.